test nhẹ cho anh em xuất đáp y tham khảo và nội lực nội thái bên độ xem nha. Em ru nhẹ nhàng để cho anh em đi phượt test nha. Đó, em làm cái này để trên chai này bào. Rồi chào anh em xuất đáp y, giới thiệu với anh em có hình là làm cái nồi thái chạy ráp bào tết nha. Thì con này thì cái nồi bị cháy rồi, em làm lại cái nồi thái để cho anh em chạy với bơ luôn nha. Thì em sẽ đi có hình là cái nồi bố thái luôn, không có đi cái nồi dán nha. Cho anh em coi phần cái bộ nồi cũ sơ qua để cho anh em nắm cái hình trước nha. Thì cái phần cái bộ nồi cũ nè đang bị tình trạng là cháy nồi ha, cháy nồi sọc chuông nè, ha, sọc chuông rất sâu ha. Và bằng bố nè, bố bị tình trạng là mòn chai lì bố rồi, không còn độ bám nữa, tuột nồi lì nồi nha. Phần cái bộ nồi sau này ha, phần bố sắt cháy hết rồi, nó không còn đồ bám nữa ha. Chuyển thành đen, thành màu than, thành màu đen nha. Đó, thì cái bên này thì em sẽ bỏ hết nha. Em sẽ đi lại cái bộ nồi thái cho anh em, cho nó bền ha. Em làm là cái hình cái nồi zin thái nha, zin thái em bền ha. Đó, gồm một cái chuông nồi nè, trắng đẹp phun mới chuông xe luôn nha. Đó, em đi là đi bố thái nè, em không đi bố dán, bố cũ này em trả lại cho anh em ha. Đây, bố cũ của anh em đây, em trả lại, em không dán bố nha. Đó, em thay phun bố thái mới nè, 1, 2, 3. Em đi phun bố mới chuông xe luôn. Rồi, phần cái bộ nồi sau thì em đi xe combo full là nồi zin nha, 4 bố nè, 3 sắt ha. Đó, em đi dùng xe combo full là 4 cái bố nồi zin thái nè. Đó, 1, 2, 3, 4 nha. Em đi là bố thái bản lớn cho anh em ha. Rồi, đi sắt zin thái luôn, combo là 3 lá trắng đẹp full mới. Em không dùng sắt lô có lỗ sẽ bào bố của anh ha. Em dùng sắt thế nè, 1, 2, 3 trắng đẹp full mới xe luôn. Đó, anh em chạy ráp mà muốn làm có hình cái nồi zin thái êm bền nhẹ thiết kiệm xăng thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Bên em mình chuyên làm mà nồi thái với dòng súp FI nha. Rồi, em chào anh em. Rồi, chào anh em súp nha. Giới thiệu với anh em có hình ráp cái bộ nồi thái để cho anh trai thì chạy đi bào Tết nha. Đó, này bào xuyên Tết luôn. Em lên là full combo ha. Đó, full bộ nồi trước nè và phần cái bộ nồi sau. Rồi trước là em đi dùng xe combo full là một cái chuông mới nè. Bố em đi là bố thái, không dán bố nha. Đó, tại vì anh em bào ráp thì nên đi có hình là bố thái zin cho nó bền. Rồi, phần cái nồi sau thì em thành là cho phần cái bố sắt vô nha. Combo nó gồm qua là đi zin 4 bố 3 sắt ha. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau vô ha. Đó, combo nó gồm có là 4 bố 3 sắt nha. Đó, và em đi là có hình nồi zin, còn phần cái bộ nồi cũ thì em dục ở đây nè. Đó, phần nguyên bộ cũ là em bỏ ha. Đó thì anh em chạy ráp mà muốn làm cái nồi giày bóc em thì ghé anh em. Cái nồi sau thì em vẫn giữ lại anh chuồng heo cặp nhôm nha. Phần bố sắt thay mới ha, giữ tiết kiệm ha. Rồi trước là thay chuông thay bố luôn cho nó bền ha. Đó, rồi. Em hành thay cái roan ở bốc nồi và test cho ha. Full có hình bộ nồi thái chiếc suốt nha, bao bền cho anh em ha. Test nhẹ cho anh em xuất đáp y tham khảo và nội lực nội thái bên độ xem nha. Em ru nhẹ nhàng để cho anh em đi phượt Tết nha. Đó, em làm cái này để trên chai này bào xuyên Tết luôn nha. Đó, chạy ráp nha. Em không có dán bố nha, anh thay lại cái phần bố thái cho bên. Đó, để tại vì anh em chạy ráp á, một ngày chạy rất nhiều cây ha. À, nên cây cho nên cần mình là đồ là bền nha. Bền êm ha. Đó, để em làm là full của nồi thái luôn. Quá đã ha. Anh em xuất đáp y mà muốn làm nồi thì ghé ủng hộ bên độ xem nha. Bên em thì chuyên làm nồi xuất đáp y nha. Êm mạnh bền. Đó, quá sướng luôn. Nhẹ nhàng lướt gió nha ha. Đó, em ru tiết kiệm xăng. Đó, máy êm bền. Đó, xe tha hồ chạy lướt thôi. Không bị tình trạng là tuột nồi chạy lì nha. Đó, nhiều anh em mà nồi nó lì cháy chạy tuột nồi lì rất hao xăng ha. Em làm lại là bao ok cho những sử dụng xe luôn nha. Đó, làm xong thì em sẽ là test thử nè và em viết hóa đơn nè, viết hành đầy đủ cho anh em ha để cho anh em chạy ăn Tết nha. Rồi, cảm ơn chai súp FI rất nhiều.